Hello mọi người, đây là bé chó mà ngày hôm qua lúc mà qua đang đang cứu bốn bé ở đường Quang Trung á. Cái chị này chị lại cho kêu cái anh bán chó mua con chó của chị á, nên là qua đây đã lấy số của chị và chị lấy 500.000. Ngày hôm qua có cái chị kia hỗ trợ 500.000 để cứu bé này, thì ngày hôm nay là qua đây liên hệ với chị này để đón. Đây. Dạ cảm ơn chị. Nó tên mít hả? Tên là mít. 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 Nó khoan, nó ngoan mà nó khôn cực kỳ luôn á. Nó trung thành lắm luôn. Bây giờ nó chạy ra tới đường Minh Công, Nguyễn Minh Công núi nóng đâu chả biết. Cho người ta nó chạy về phải không? Thì đó, cho rồi cũng vẫn chạy về à. Tối đến em đi làm rồi vẫn chạy về, nó núi nóng ở đây nè. Đó, thấy hôm nãy đuổi ruột nó làm gì làm, em chạy về rồi. Mít ơi.